Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em chỉ có một trên đời. Các bạn biết không? Với tớ, mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời. Mẹ luôn dành tình yêu thương nhiều nhất cho tớ. Mẹ bảo tớ là niềm vui và hạnh phúc của mẹ. Ấy thế mà, đã có lúc tớ khiến mẹ phải buồn đấy. Với mẹ, tớ có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tớ đã ghi tất cả những điều đó vào cuốn nhật ký này. Các bạn có muốn tớ chia sẻ nhật ký về mẹ của mình không nào? Hôm đó là thứ hai, mẹ gọi tớ dậy để ăn sáng và đến lớp. Nhưng tớ chẳng chịu dậy, cũng chẳng muốn đi lớp, nên tớ cứ vùng vằng cáu giận. Mẹ dỗ dành mãi, tớ mới dậy đánh răng, rồi mới chịu để cho mẹ xúc ăn sáng. Đến lớp, tớ chẳng chịu vào, nên cô giáo phải dỗ mãi, tớ mới chịu vào lớp để mẹ đi làm. Và thế là hôm đó, mẹ đến cơ quan bị muộn. Mẹ rất buồn. Tớ thấy mình thật có lỗi, và tớ đã xin lỗi mẹ, rồi tớ hứa không làm mẹ phải buồn nữa. Ngày thứ ba, mẹ gọi, tớ không chần chừ, liền dậy ngay. Tớ đi đánh răng, rửa mặt, rồi tớ tự ăn sáng, không cần mẹ phải xúc. Mẹ đưa tớ đến lớp, tớ chào cô, chào mẹ và vào lớp với các bạn. Mẹ tớ rất là vui, cười thật tươi và mẹ tạm biệt tớ để đi làm. Thế đấy các bạn ạ. Ngày thứ tư, rồi đến ngày thứ năm và những ngày tiếp theo, tớ đã viết được rất nhiều điều về mẹ của mình nữa đấy. Và tớ còn nhận ra một điều, mẹ tớ rất yêu tớ, nên mẹ tớ có thể buồn vì tớ và cũng có thể vui vì tớ. Nhưng tớ sẽ không bao giờ làm mẹ phải buồn nữa đâu, vì tớ yêu mẹ tớ nhất trên đời. Tớ yêu mẹ tớ hơn cả ông mặt trời, và tớ yêu mẹ tớ hơn cả trái đất này các bạn ạ. Còn các bạn thì sao? Tạm biệt các bạn.